Nó nói gì đó có kẻ có lúa cho mượn thóc. Chứ thử ông mà không nhà ông cửa hai bàn tay trắng nghe. Nói mình nói ra nó tội chứ nhớ là nào theo đây nè, Hồng có nhà là mượn 2.000 theo thấy không? Rồi không có đừng nó tưởng có chứ đòi. Giờ vậy là mình nghĩ phước báo không? Cho nên như vậy mà tôi nguyện lòng tôi không quên, gọi là không quên những ngày tắm mặn. Nhưng mà nhớ đây không phải để hận thù, mà nhớ đây để mình nhớ rằng mình bởi nên đây là khi mình được á, thì mình hãy nhớ lại những khi mình khó khăn, hoặc mình ngừa sau này lúc mình khó khăn để thôi mình hụt hẳn cái tinh thần, phải không? Chứ nhớ những ngày tắm mặn khổ cực vô cùng. Nghĩ giờ nay ngồi cũng cảm ơn trời Phật Hồng Ân Tam Bảo. Và cái diễn qua cái tâm mà tâm mình nghĩ cái gì mà thiện thì tự động cái phước nó bò tới à. Vậy thôi, nhớ vậy mà ráng. Cho nên tôi cũng đâu có bỏ kinh kệ, cũng nhất cứu nhất kệ, dầu rằng biết rằng tụng kinh là phương tiện, nhưng mà điều cái mình cũng phải nhiều khi tụng kinh cho quỷ thần, cho các bậc các cái cõi họ nghe, họ phát cái tâm thì họ hỗ trì cho mình vậy đó. Biết rằng á, họ cái phước báo của họ, ví dụ như họ vô hình sao hộ trì mình được, nhưng mà họ vẫn có phước báo của họ. Thế ví dụ họ hộ trì họ có phá phách, họ không có ngộ lắm. Khi cái tâm mình thiện á, thiện thần tới nha, tâm mình ác ác thần tới à. Mà ông nhớ thiện thần tới là đưa những cái điều lành, ác thần tới nó đưa những điều đóng dữ. Cho nên khi mà cái tâm á, mà mình nổi ác pháp lên á, thì ác thần nó đưa tới cho mình những cái cảnh nó khó chịu, nó bực bội, nó làm cho mình tăng trưởng cái ác đó. Khi mà tâm mình nghĩ điều lành, điều tốt, đừng có mưu hại ai, đừng có nghĩ cái đau khổ cho người á, thì thiện thần nó ứng hiện họ đưa những người lành tới với mình, nó rõ ràng luôn đó chứ. Rõ ràng. Mừng lắm. Hôm nay lại đây, bên đây lại vô nói chuyện vô hình như không phải vô hình, đó là cái thực tế đó. Nhưng mà cái tâm lượng nó đồng với cái thái hư là vậy đó. Vấn đề thiện thần với ác thần chỗ này là chứ không phải là mình nói vậy là mình ý vào cái tha lực không, nhưng mà nó bằng cái tự lực. Mà mình phải có tự lực thì cái tha lực nó mới ứng nghiệm được chứ. Chứ ông nghĩ cái trong trà cái tha lực không mà cái tâm mình không có thì cái tha lực cũng đâu có ứng như được. Giống như Phật ở mười phương đó là đã chỗ nào cũng có Phật mười phương, giống như ánh sáng mặt trời chỗ nào cũng có, nhưng mà cái chậu cũng nó úp lại rồi sao có. Cho nên chính ông Khổng Tử nói là nhật nguyệt chi minh đang chiếu phúc bồn chi hạ. Mặt trời mặt trăng dầu sáng vậy nhưng mà không thể sâu vào cái lòng của chậu úp. Thì mình nói nó rõ ràng nó như vậy chứ phải nói như vậy mà có chứ phải không có. Nhưng mà mình đừng ỷ lại, đúng không? Ví dụ như cái nhà tôi vậy nè, ông nghĩ biết bao nhiêu cõi ở trong đó chứ phải một mình cõi nhân gian này không. Nhưng mà mình đừng có đặt cái này đó, mình đừng có quan niệm mà nay lấy sống đất ai nó ở, nhà ai nó ở. Vô hình có thế giới vô hình, hữu hình có thế giới hữu hình, nhưng mà mình đừng có đặt nặng nó thành ra nó mê tín. Đừng có tưởng tượng thành ra nó tưởng tượng rồi nó thành ra bóng mờ. Thế rồi thầy vừa rồi thầy kể chuyện ông Cấp có đọc ấy. Ông đuổi cái bà ma nữ đi ở đó rồi làm sao? Không, thì đó là tại vì ông Cấp sở dĩ có cô đọc cái phước báo nên nó có, cho nên ông phân biệt được cái cảnh giới của quỷ thần, cảnh giới của la sát, cảnh giới con người, gọi là cảnh giới bất tư nghị. Còn mình á, không phải là mình khiêm tốn, nhưng mà tại vì mình chưa có được cái phước đó. Giàu là cái hình tướng xuất gia, nhưng mà lúc nào tôi cũng thấy là cái phước tôi nó không có đủ, cho nên tôi chưa có phân biệt được. Mà còn nếu mình mà tự hào mình dẫu gần phân biệt đây là cảnh giới này giới khác thì coi chừng mình bị loạn trí, cuồng tâm, hoặc là giả là mình trí óc mình nó ngã mạn. Tôi lúc nào cũng nghĩ vậy á, hả? Mình nghĩ mọi người tốt thì nó tốt, giận nói vậy thôi chứ cứ nghĩ tốt nó tốt. Mà khi mình nghĩ xấu, cảnh xấu nó hiện à. Nhất thiết duy tâm tạo mà. Nhất thiết duy tâm tạo, đúng như vậy. Tâm mà mở rộng tới đâu thì cảnh giới nó an lành nó tới đó. Mà ca tâm mà nó thu hẹp tới đâu thì cảnh giới nó thu nhỏ tới đó, phải không? Quỷ cũng là tâm, thần cũng là tâm hết thảy. Tất cả như vậy hết. ngay cái tội như vậy nè thầy, cái tội hờ hững thầy có thấy tội không? Có mệnh mang tội không thầy? Không phải, tôi đang nói gì, hỏi gì tôi không hiểu. Tôi đang nói chuyện, tôi đang nghĩ tới cái chuyện thế là đi con nói thầy vừa đã nhất thiết là duy tâm tạo hết. Thần cũng là tâm mà quỷ cũng là tâm luôn, tất cả đều do tâm hết. Thiên biến dạng quá mà. Nên nó tâm nó rộng mở thì tới đâu thì cái cõi rộng mở mà. Mà nếu mà tâm mình thánh thiện thì quỷ thần nó tới nó quy y, nó nể phục. Còn tâm mình mà ác độc thì ngang cơ với nó, nó ghìm mình, nó quấy nhiễu mình thôi. Cho nên đối với cái hành nguyện Phổ Hiền á, Bảo Tát Phổ Hiền thì nguyện là: đối với tôi lòng luôn hoan hỷ, các thiện tri thức làm bạn của tôi, chư Bồ Tát đồng là bạn lữ hết á. Còn mình nó tâm mình quỷ ma thì quỷ ma nó tới nó quấy nhiễu vậy thôi, chuyện nó ngang hàng với nó là nó vậy thôi. Cho nên mình nếu cái người tu mình kiểm tra được cái tâm của mình biết à, mình biết nhìn thấy cái quyến thuộc của mình biết. Cho nên tại sao tôi có thời gian bị quỷ ma nó quấy nhiễu là tại vì cái tâm mình nó lúc nào nó cũng khó chịu, nó bực bội, nó nghi ngờ, nó đố kỵ, nó giận dữ, nó phiền muộn á. Quỷ ma nó tới nó quấy nhiễu, nó tập trung lại, nó tôn sùng mình lên mà. Nhưng mà mình không đủ bản lĩnh để làm chúa tể nó thì nó quấy nhiễu là mình thôi, thấy không? Nó quấy nhiễu nó tới, nào là dâm ô, nào là nhậu nhẹt, nào là bạc bài, nào khi nó tới nó tập trung về mình, nó tôn sùng mình, nó làm thầy, làm chúa tể nó. Nhưng mình không đủ lực làm chúa tể đó thì nó quật, nghiệp quật. Thật ra đó tôi giờ tôi thích là đối với Bồ Tát cùng tôi làm bạn lữ là đâu hẻ nhất à. Thành ra giờ những người tìm tới với tôi là những bậc thượng thiện, những bậc trí thức, những bậc kia là tôi an lành dữ lắm, không có lo ngại. Thứ nhất họ tới mình không có ý nhờ giỏi họ, nhưng mà họ tự họ tới, họ kính phục mình, họ lo lắng cho mình, đó là cái phước. Thứ hai á, ta cũng có tới ý để nhờ giỏi mình, bởi vì ai cũng có ăn có mặc, thấy không? Thứ ba nữa đó là tới đây để mình, người ta người đời mình, người đạo mình nói cái đạo cho họ nghe, gọi là bồi bổ cái thêm thôi, chứ không phải là mình dạy họ. Còn mình nghĩ tới đây để mình dạy họ, chứ chắc mình ai dạy ai rồi nghe. Cho nên cuối cùng đối với tôi lòng Bồ Tát Phổ Hiền nguyện đó, tất cả Bồ Tát trong ba đời làm thiện tri thức lợi với tôi, vì tôi chỉ bài hành Phổ Hiền, đối với tôi lòng luôn hoan hỷ. Tất cả Bồ Tát tới đây trong ba đời tới đây để gì lợi ích tôi. Mà lợi ích cái gì, lợi ích người tu, lợi ích cái gì? Lợi ích cái trí tuệ, cái giải thoát vô lậu, giải thoát tri kiến, thấy không? Giác ngộ. Cho nên cái hạnh Phổ Hiền mà 10 hạnh cũng đặc biệt lắm á. Đọc cái bài gọi là Thập Quảng Đại Nguyện đó. Nên tinh thần Phật giáo Đại Thừa đưa ra các vị Bồ Tát nó đều có cái ý nghĩa sâu sắc. Thế thầy vừa rồi ở Sóc Trăng đó thầy, nó có cái bà đó 62 tuổi rồi mà không biết tại sao đó tự nhiên bà ăn cơm vô 10 năm về trước, 11 năm về trước bà ăn cơm vô bà trào nó mất, không ăn được. Bà ăn trầu chứ gì? Bà ăn rau không thôi. Đó là có bà ăn trầu nhưng mà điều mấy thôi giờ không. Nhưng mà chưa thật là vậy thầy, con vừa coi xong đấy, vậy bà ngồi kít già, ngồi trên sông mà ngồi kít già thầy, không chìm. Tại sao như vậy? Hay quá thầy, con không hiểu tại sao nó như vậy nữa. Thiệt tình mà nói, cái này cả thế giới chấn động luôn đó thầy. Một người đàn bà bình thường thôi chấn động cái gì thì chứ bây giờ tôi nói không, không phải là tôi không tin thì nó cũng có những cái chuyện kỳ quặc. Nhưng mà cái chuyện đặc biệt gì là vậy chứ cái ông Nhất Nguyên đó, ông Hoàng Nguyên hay Nhất Nguyên, ông đưa ông Lê Tùng Văn là ông thầy của ông lên đó là thầy tôi 3 năm nay không ăn hạt cơm nào. Hỏi giờ thầy có cách nào thầy chỉ cho con sao mà 3 năm nay thằng ăn hạt cơm nào mà thầy sống thầy mạnh không? Ông nói chỉ có tu thôi. Giờ hỏi vậy tôi nói chỉ có tu thôi. Không đây hay thiệt á. Mà ngồi chúng ngồi gió. Bây giờ cái vô thuyết cái gì nó làm cũng được hết trơn á. Bây giờ tôi nói thiệt ông á, hồi đó tôi nói rằng ở tại huyện Chợ Lách, tôi là huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre, cái chùa gần chùa tôi hồi đó. Bây giờ đối đây hiện giờ trong mạng có nghe, có mấy Phật tử nghe làm chứng nè, Có cái ông hai mà ông để râu dài vậy nè, ông râu mà mặc đồ bà ba đen không à, có bà vợ nữa. Ông nói là ông nguyện với cuộc đời ông là ông không ăn hạt ngọc trời để cho ai ăn ông ăn. Cái bữa đó tôi nói hoài, có ông Hai Lộ, ông còn sống, ông Hai Lộ giờ chết rồi, ông Hai Lộ. Ông nói ông này là bác rồi bờ Thiên Lôi, ông Hai Lộ là ông ra tà đó, mà sao gặp đằng này là ông quy hàng nha. Chứ hồi đó là ông là chủ tịch xã mà coi như mấy ông thầy chùa là ông kêu láng hết á nha. Giờ nói đây là tôi nói đây là con cháu còn nghe luôn á, chứ là nguyên cái vùng người ta nghe luôn, chứ không phải tôi nói mà không có sách hay mất cái chứng nha. Mà tới tôi sao ông quy hàng. Bán trộm mà Thiên Lôi chủ tịch xã, mà lúc đó còn là chủ tịch xã, rồi sau này là hết chức chủ tịch rồi, là lấy ông tới tu, ông già rồi. Hồi chủ tịch là thầy chùa nào ở khu vực đó là muốn ảo đi là một tay ổng đó, là ổng không có tin thầy chùa đó, mấy ông đó đâu có tin đạo đó. Cái ổng gặp ông hai này cứ đi mỗi lần lễ chùa tôi là ổng cứ khoe là ổng không ăn hạt ngọc trời là để cho dân thường. Ý ông nói là ông là thuộc là coi như là thành thánh rồi đó nghe. Ông ơi là ông nói thầy, kỳ này mà cha già đã xuống mà nó gặp tôi là thầy coi tôi chơi đó, đo giá cái thầy coi khỏi chơi cái đạo đó, thầy để đó coi để nó coi. Cái ông này ông quỷ với Hai Lộ đó, ông nội này ông tên là Nguyễn Công Luận, tôi nhớ cái tuổi tên ông là Nguyễn Công Luận, nhưng mà ta gọi là Hai Lộ thì người quê thì nó có cái tên riêng. Ông mới canh ông này xuống là cái ban tiếp tân tiếp khách đó, rồi ông cứ tiếp khách rồi ông cứ mời nước người ta, ông mời bánh người ta, mà ông nói ông không ăn ngọc trời rồi kia là ông ăn. Ông Hai Lộ này ông nói anh bữa nay tôi tới anh tiếp tôi phải không, anh ngồi đây với tôi. Nó hồi đẩy cứ cười ông này ông quất cái bánh ít ở đây. Anh nãy giờ các bạn ăn cái gì không? Ôi ông nội nó nổ nhiều cái, nó đổ tàn canh giá lạnh, nó không ăn ngọc trời. Còn chuyện ăn rau là chuyện thường. Chuyện ăn rau là cái chuyện rất là thường. Bởi vì thật sự ra nếu mà cái bao tử ông mà ông tập đi, thật sự nếu nó quen rồi thì cũng ăn cũng được. Có mấy con thầy chùa nói thầy cả đời thầy không có, hồi nhỏ thầy không có ăn cá mè, cá trê, cá rô, cá phi rồi thầy không ăn. Bữa đó Hòa Thượng Nguyên Ngôn chửi ông đấy, phải rồi, hồi đó thời kỳ đó nó nghèo khổ chết mẹ, sanh ra thì đẻ con đẻ cái cả đống, rồi cái đi giao cho người chị ở nhà đút cơm cho em, mà người chị nó mới lớn đâu có biết khỉ khô gì cá mè, mà để nguyên biết đút bắt xương tở thấy ông bà ông giải lần sau đấy cá mè không dám ăn. Nên tôi nói không, cái chuyện tu hay là về cái đó. Thần thánh không có chứng minh cái đó. Cái con người tu là giải thoát, là giác ngộ. Chứ còn cái chuyện ăn mà đi khoe là tôi không ăn ngọc trời, để tôi sổ này xuống nắng quá. Tôi nói trời long đất lở mấy người. Nhưng mà vấn đề quan trọng là tại sao mà người mà không chìm, ngồi kít ra mà không chìm, sao mà không chìm? Ông nói vậy thì với lạ, con mới nói là cái chuyện mà mấy thằng YouTube đã đưa tập hạ đó, chứ sao không chìm? Ông nội ơi, cái chuyện đó không có lý thì đó thì con nói thầy không có gì con rồi, con không tin bạc nữa. Mà vậy mà nhìn vô phải chịu này. Bây giờ dễ lắm, bây giờ trời ơi, Tiết Đinh Sang, Phà Lê Quế đóng nó bay dèo đó, đâu cần đâu có cần cái máy bay phản lực gì đâu. Ông nội thôi, cái đó chuyện cái tàu lao bên tướng. Bây giờ bởi cái nạn YouTube bây giờ đó, trời long đất lỡ sao không chịu. Vậy là lạ quá thiệt đấy, mà trời lạnh như vậy xuống nước mà không sao cả, xong rồi mà trôi cả mấy chục thước, trôi qua cái cầu ngang luôn, rồi nó chiếu từ đầu nít luôn. Bây giờ tại dễ lắm, nâng lên nó dễ lắm. Giờ này là tôi nè, ví dụ như giờ mình biết đạo nó dễ đi, chứ gặp như tôi bây giờ đang lúc mà có Phật tử nó thương gì nè, ông làm YouTube đi, ông biểu mấy thằng nhỏ nó dựng YouTube đó, giờ ông thầy tài đi hỏng chân người ta, có người tin không? Có người tin liền. Vậy đó là mê tín con chịu rồi. Nó mệt quá ông nội ơi. Đây tối thấy ông thầy Tạ ông ngồi tụng kinh, cái hào quang sao nó xẹt có tin liền không? Nội cũng có người tin à. cũng có người... chợ có sạch, nó làm sạch thịt. Cũng có người tin hả ông, đừng có lo. Thế gian này nó khổ lắm, không người này tin cũng có người kia. Ông nói coi, lúc nào nói là tin hà. Chỉ trừ nó mấy người ghét tôi đó không tin thôi chứ. Không người này cũng người đó nó cũng tin như vậy đó. Tại vì thầy chưa nói vấn đề thành cũng có, mà quỷ cũng có ở trong tùy cái tâm mình ra đó. Mà thiệt tình không mà tại sao có nhiều cái... Nhưng mà nó không có làm cho cái đó cho mình được. Có là cái cõi nó vậy thôi, nhưng mà có nghĩa là họ trợ. Nó hò trợ cho mình bằng cái tự lực mình thêm. Thí dụ như bây giờ tôi nghĩ lành thì quỷ thần nó hò trợ cho cái tâm mình, nó thêm cái lực, nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng, nó thơ thới. Tôi đang nghĩ cái chuyện gì xấu xa đẩy toàn là dân trời ba vố lại đây không cho mình nó khó chịu vậy đó. Không, nó đồng cảm mà, cảm mến đạo giáo mà, phải không? Ví dụ giờ tôi cái tâm tôi nó nghĩ lành, nghĩ điều tốt thì giống như thiện thần họ đẩy những người lành tới. Ví dụ như cái tâm một Phật tử đó muốn tới thăm tôi thì giống như có cái phước duyên mình đang nghĩ lành thì thiện thần họ đẩy thêm cái tinh thần cái người đó cái tới thăm ông thầy đi, họ vô hình nên là như vậy. Còn giờ tâm mình mà nghĩ đang sân si bực bội gì đó là đẩy toàn là mấy con mẹ mà tới đây để nó nhiều chuyện để cho tôi sân si bực bội thêm không hề đó, rồi vậy đó. Nó đẩy những cái thứ mà ba vố cá dồ rồi vậy đó. Đó là thực tế nó vậy đó. Nó đi vào tâm ấn tượng ở dưới này đó. Nó không có cái gì khác hơn, nó không có, chứ họ không có là giúp cho mình được cái chi. Ví dụ giờ tâm mình nghĩ lành nó rộng mở vậy đó thì họ nương nhờ cái năng lực đó họ cũng thấy họ mát mẻ. Giống như cái những cái người mà họ tuy rằng họ là quỷ đi, nhưng mà khi mà họ gặp được cái luồng ánh sáng, cái năng lượng lành của mình á, thì tự động bị họ cũng có đang ở chiều hướng lành. Họ đang thấy cái cảnh là quỷ khổ nhưng mà họ là không thoát ra được. Thì cái tâm mình nghĩ lành đó thì họ kịp thời họ có cái phước ngang đó đó, họ xẹt ngang cái dòng điện cảm ứng đó đó. Thì họ thấy về cái đó là cảm ứng đạo giáo nè, năng tư nghì nè. Rồi bắt đầu họ mới hòa trợ cho mình. Ồ, ông này ông nghĩ lành, ông làm cho mình nó mát mẻ thôi, thì bây giờ cái trách nhiệm của mình là phải đi gom những cái người lành tới với ổng nữa, để ổng tiếp tục nghĩ lành, để cho năng lực mình nó được cái phước đó nó mát mẻ. Còn mà tôi ngồi đó mà tôi tưởng tượng cái chuyện tham vọng, cái chuyện mong cầu, cái chuyện sân hận, thì bây giờ mấy cái thằng quỷ mà nó bị gì nó ngang cơ với nó nè. Rồi bây giờ nhờ vậy thì tôi cũng mát, mà tôi mát theo cái kiểu gọi là tắm lửa mà. Ông nhớ không, mấy người bệnh cùi hồi xưa mình nói xin lỗi là họ phải đốt bằng rơm để họ nướng họ hơ để cho nó khô cái đó lại, rồi bắt đầu họ mới gãi thì nó mới ngứa, nó đỡ ngứa. Ông nhớ không, đó thì đó là vậy đó. Nó tắm mà nó tắm bằng lửa mà tiếp tục nó gãi thì nó gãi sao, nó càng gãi nó càng ngứa hiu. Nhưng mà nó đỡ cái cơn ngứa của họ thì họ đốt họ hơi cho nó khô để họ gãi. Nhưng mà nó không hết được thì vậy bắt đầu nó gãi đỡ ngứa, rồi bắt đầu nó đi kiếm mấy người lại đặt xúc nhau là làm vậy nữa cho nó gãi nữa. Nó phải kiếm mấy cái người nhiều chuyện, mấy người trời long đất lỡ tới để cho cái ông thầy này ổng phải nổi tam bành lục tạc ổng lên để giống như đốt lửa cho mình ghẻ ngứa nữa vậy đó. Tức là thầy trải qua một kinh nghiệm nữa đó. Đúng rồi, đời nó rõ ràng nó như vậy đó. Tôi nói thiệt ông, giờ tôi dòm đâu tôi cũng thấy pháp hết trơn á. Mà vậy đó, mà có khi nó còn vô minh, khi lơi cảnh giác cái là vô minh nó len lỏi vô, chứ đâu phải cái đầu mình lúc nào cũng trống rỗng như hư không đâu. Tất cả ngày hôm nay mà Phật tử thương quý tôi, bao nhiêu người không biết, nhưng mà điều là họ tiếp nhận được cái năng lượng lành của tôi. Còn những cái thứ mà nó sân si, nó ghét tôi là tại nó không tiếp nhận được. Mà lúc đó mình sân si, nó cái phước của nó nghe những cái sân si, cho nên nó gặp mình sân si. Cho nên bây giờ cái đầu của nó nghĩ thầy chùa tài, thằng cha đó tu hạnh mẹ gì, thằng cha đó là sân si, thằng cha đó thế này kia. Trong đầu của nó chỉ bao nhiêu đó thôi. Ông thấy rõ không? Ông thấy dụ cho cái người nó có duyên thì họ không thấy cái đó. Họ thấy cái ông này giảng pháp, nghe có chánh pháp, mình có năng lượng lành, mình có an lạc, tự động họ tìm tới. Thấy rõ không? Còn mà mấy cái thứ sân si á, đó mình sân si thì giống như mình nó ngang cơ vậy, nó nghĩ mình như nó như mình, nó chỉ tiếp nhận được cái sân si đó thôi. Nó rõ ràng nó như vậy. Cho nên ông thấy nhìn kỹ coi, những người cúng dường tôi bây giờ ông thấy, ông nhìn kỹ cái danh sách mà những người cúng dường tôi coi những người có phước báo không. Những người sân si nó đâu bao giờ nó cúng tôi, đâu cúng tôi đồng bạc nào đâu mà nó còn chửi tôi nữa, thấy không, nó còn làm cho nó giảm cái phước báo nữa. Còn những người mà nó cúng tôi thật sự họ, cho nên tôi mới lo ghê lắm. Mỗi lần tụng kinh không lẽ là tôi nói thiệt ra, trình bày thiệt ra thì những cái văn tự trần gian mà nó dễ rách, chứ tôi nói thiệt giờ lo là gì. Rồi các Phật tử ơi, các quyến thuộc ơi, giờ mạnh thằng nào nó lo chứ thầy lo như đó đủ ý, không lẽ mình nói như vậy chứ thiệt mình lo là vậy đó. Sợ một ngày nào đó cái phước mình nó không đủ cái năng lực vậy đó, ông nhìn kỹ coi. Cho nên tôi nói ngày hôm qua mấy đứa nó muốn khóc, mình nói thầy ơi, thấy thầy nói chuyện con muốn khóc bên trong vụ chai nước tương đó, mấy đứa nó cúng đó nó không có gửi nữa qua tới gọi nữa, mới đưa mấy cái tiếp đó, mình đâu có biết cái tiếp xài cái gì, mới điện hỏi rồi không biết cách mở nút nó làm sao nữa. Ngộ nó dặn ngược cái đầu, cái đầu đó nó lắp dặn ngược lại rồi mới mở nút nó ra, mà mình đâu có biết đâu. Nói đừng có ỷ vào thầy nha. Sự thật là tôi coi như là Phật thương đi, mình nói theo thế gian là Phật thương, Phật gia hộ nhiêu đó đủ rồi nghe, bây giờ mình phải tự lực nha. Thì cái tôi mừng lắm, nguyên mấy năm mà thầy trò thái bình hết, làm ăn nên làm ra hết, người ta mới lo cho tôi, chứ ta không có nên làm ra tiền đâu ta lo không đã. Ông suy nghĩ coi, từ hồi mua cái nhà này tới bây giờ ông nghĩ làm bao nhiêu tiền. Mua cái nhà không có tiền, mua nhà không đủ, thiếu 2 ngàn mượn không ra, thấy không. Là bây giờ ông nghĩ cái làm phay, ta nói 1 năm làm nhà, 3 năm thiếu gạo, mà trong khi mua nhà rồi tưởng đâu là rồi đó, là coi chứ chắc nằm chờ chừng nào hư thôi, chứ đâu nghĩ làm gì đâu. Mà nếu như Phật pháp không gia lực, khiến nó không đủ cái nhân duyên phước báo, vậy thì bây giờ Phật tử tới chỗ đâu ở. Ông thấy chỗ đâu ở thấy chưa đó, mình thấy rõ ràng mình làm không phải phí, mà phải nói đó là Phật Bổ Xứ là Bồ Tát họ trì không. Rõ ràng nó như vậy, nó thế giới đó là vô hình là vậy đó. Chứ bây giờ đó, bây giờ nếu mà tới bữa mà 26 tây thì nè, thêm 1 người nữa thôi không có chỗ ở. Phật thấy không khí sao nó quay qua lại cũng đủ vô đó. Thấy rõ không, cái tâm mình tới đó đủ vô đó, chứ giờ thêm 1 người nữa. Nói với ông Thanh rồi đó, nếu mà có lỡ thêm 1 người nữa đó thì tôi nói trước nghe, tôi vô phòng ông tôi ngủ nghe, ông trước khi ông về đó, ông dọn cho nó gọn giùm tôi nghe, tôi ngủ vài ngày. Cuối cùng giờ cũng không cần, nó vừa luôn, thấy chưa. Thì tôi cũng tính là 2 vợ chồng Phật tử này là tôi nghĩ là họ nói là con giấu thầy, chừng nào con có mặt cho thầy giật mình chơi, chứ mà con nói trước thì thầy lo cho tụi con phải ái ngại lắm, để tụi con xuống lúc nào cũng xuống. Thì tôi nghĩ là chắc là hôm nay quý vị nghe cái ngày mà 26 này, chắc quý vị cũng nghĩ cái ngày Noel với Tết Tây xuống. Tôi lo mấy bữa nay dữ lắm, tôi nói giờ trong khi mấy cặp mà tự nhiên cho 1 người ra, 1 cặp ra khách sạn coi không được, tôi lo vậy đó. Phải chi tôi mới suy nghĩ nó đối đế lắm á, nữ dồn vô 1 phòng, nam vô 1 phòng, kệ nằm sắp lớp cũng được. Ai ngờ cuối cùng cái gì xuống từng này, không thấy nó khiến không. Chứ từng sau là nó rối, tôi nó rối suy nghĩ đủ thứ á. Chuyện bắt ra thôi gì đâu dạy. Không, ông nói chuyện ông, tại ông thấy nó dễ chứ còn nó dễ quá, đừng cái trường hợp có thầy nhường phòng thầy thôi, không ai dám ngủ, chỉ trừ mấy bà già thôi à. Ông nhớ rằng luật nó pháp nó có phong quát pháp, mà gia nó có gia quy, cái phòng trụ trì ai dám ở, chỉ trừ ông đó cái bà cụ 95 tuổi là bà quá đát rồi kẹt lắm mới nhét cô bít. Ông nói chơi ông đó, nó cái nào đó cũng vậy, cái phòng trụ trì là thứ nào không ai dám ở, chứ không phải phòng trụ trì là phụ nữ muốn vô nào vô. Tại vì bữa đó là bà cụ 95, coi như là cái tuổi này là cái tuổi gọi là quỷ nó không sợ, ma nó không gán đó, thì bà vô thì cô Bích nó dám vô được. Thì câu hỏi lúc đó bà Linda ở đây không nhớ không, chứ tôi hỏi một mình cô Bích tôi cũng đó cô dám vô, dù là cổ lớn tuổi hơn mẹ rồi đấy, nhưng mà cái luật nó vậy đó. Còn cái bà kia là coi như quỷ nó thấy bà nó chạy rồi, bây giờ quá tuổi rồi đúng không. Thì mấy cái bà nghĩ quá 80 là quỷ nó thấy nó sợ rồi, thì nó bắt không được mà. Thế nhưng bây giờ bà cụ 95 tuổi đó, giờ chừng nào bà chết thì quỷ đâu dám bắt bà nữa đâu. Con nghĩ là tất cả đều do cái tâm mình ấy thầy ơi. Không, thầy nghĩ cái ấy chứ thầy cái luật là thầy bắt ra thôi, chứ còn cho cái tâm thầy lạnh tới đâu tới không có sao hết. Không biết rằng nó như vậy, nhưng mà mình đang sống ở cái cõi trần tục thì nó có cái quy luật, có quốc pháp của nó, ông phải hiểu chỗ đó. Cái luật, cái thí dụ như ngày xưa á, cái phòng của sư phụ đằng này á, là cái giường của thầy mình không dám ngồi lên đó nghe. Cái trong quy nghe giới luật rõ ràng mà. Cái gối của thầy mình không dám nằm. Thậm chí cái võng, tại sao cái võng tôi không phải là tôi hẹp lượng, nhưng mà cái võng của sư phụ đó là mỗi lần ông nằm là ông lấy cái võng ra ông văng á. Cái luật đó như vậy, ông sợ mình không có giữ cái quy nghi đó, là trong giới luật ghi nghe, chứ không phải nó. Chứ đâu có phải mà bù rùa ngoài đời nó còn ăn bậy lấy bạ tầm ruồng nữa, chứ đạo nó phải như vậy chứ ông mới gọi là đạo chứ. Chứ đâu có mà nói tầm ruồng được, ông nói chuyện chơi. Ví dụ như nói là ý đó là nói vậy, nó không phải cái pháp nó vậy đó. Không có vụ mà cái phòng của một vị thầy tỳ kheo, mà nhất là một vị thầy trụ trì, thì không có ai muốn vô nào ra được. Cái đó nó mất thiện thần. Nếu mà người tu có giới luật, không biết không, thiện thần họ che chở. Mà nói xin lỗi chứ phải phân biệt nam nữ. Họ thấy cái mùi đàn bà là họ chạy tán mạng rồi. Tại xưa tới nay các cái cõi trời thiên tướng có nghe nhắc tới đàn bà là nữ tướng không? Toàn là nam tướng, còn tiên nữ chứ đâu có nhắc tiên nam đâu, thấy không? Thiên tướng, nam tướng chứ đâu có nhắc nữ tướng. Còn cõi tiên thì tiên nữ chứ đâu chắc tiên nam. Nó có cái luật nó hết, chứ ông nói thà mình chấp như vậy để mình nó còn cái pháp. Còn nhớ có lần thầy bảo 250 giới tỳ kheo á, bảo á thì có nhiều cái giới là mình du di thôi. Nhưng mà du di nhưng mà không có quyền. Thí dụ du di giờ dụ cho cái giới là tăng ni không được đi chung con thuyền. Mình du di được là tại vì con thuyền ngày nay nó nhiều người đi, mình đi nó không sao. Còn ngày xưa nhiều khi con thuyền nó chỉ có 2 người đi, tự nhiên ông thầy chèo chiếc ghe cho bà đi đi, bà không lẽ bà đi chèo ghe cho ông thầy thì nói là đàn ông mà làm biếng. Ông thầy chèo chiếc ghe bà đi đi, ta nhìn cho ta nói vợ chồng đi đâu đó, nó khác. Còn bây giờ ngày nay đi chung con thuyền là tại vì con thuyền nó nhiều người đi, nó khác. Nó tùy cái hoàn cảnh nó thay đổi. Còn nói là nếu nói vậy thôi giờ phòng nam nữ ngủ chung mẹ đi, mà ông nghĩ nam nữ ngủ chung nhóm nội mà cái luật mà đi vô, ví dụ như nữ vô phòng thầy đóng cửa lại đã sai luật rồi đó. Sai luật rồi đó, chứ đừng nói chi mà ở trong 5-3 phút. Sai luật này vào cái gì không biết, nhưng người đời họ nghi. Họ nghi là có quyền họ nghi, mà khi họ nghi vậy là mình thấy mà cái nghi, mà cái giới đó là giới đầu tiên của đạo, của người tu nữa. Chứ đừng nói vô ăn dầm nằm về trỏng dù vậy đó. Nó tùy cái hoàn cảnh. Rồi mà lần nữa kết luận này là tướng do tâm tạo. Thầy nghĩ nó là cái gì, nó là cái lỗ đó. Thầy nghĩ nó đóng cửa đó, nó vô đóng cửa đó. Thầy nghĩ tại bên này bắt đầu thầy nghĩ, thầy tướng cái thầy tính ra cho nó ngay ngập như vậy. Nó còn thiện thầy, nó còn ác thầy, nó còn dâm thần nữa. Ví dụ như ông thầy mà tự nhiên có người nữ vô và không có gì trong sáng, nhưng mấy người đời họ cũng có quyền họ nghĩ tầm bậy. Thì cái người vô hình dâm thần nó cũng có quyền nó nghĩ tầm bậy, nó làm cho nó rung rinh về mặt mấy dây thần kinh dâm tự đầu. Thiện cái nào nó cũng có, ông nào quản lý ông đó à, ông nào quản lý cái người nào quản lý cái cõi đó vậy đó. Ví dụ như hồi xưa như qua tôi phân tích rõ đó, đầu tiên có Ngũ Tào à. Ngũ Tào thì cái ông nó quản lý về rượu, thì ai uống rượu thì tội là ông nó chịu trách nhiệm đó. Mà tôi nghĩ Ngũ Tào đó là mấy ông này chắc hồi xưa là cũng là cái dân giống như mình theo cái bề thế thế gian á. Cái thằng nào quậy nhất mà nó quậy chi về cái gì thì giao cho thằng đó nó giữ nhiệm vụ đó vậy đó, thấy không? Là nó dễ nhất. Ví dụ như bây giờ mà nếu đào tạo á, anh nào mà chuyên ăn cắp thì coi thằng nào mà cắp dữ dằn, nó đào tạo nó để nó đi bắt người ăn cắp. bị nó ăn cắp nó đủ thứ chiêu bài kinh nghiệm rồi, nó nhìn thấy cái mặt là nó biết là mét mét là nó biết là sao, khỏi cần điều tra. Nó chỉ nói cái là quả hồ là khai hết trơn à. Cho nên xưa của Tàu là vậy đó. Từ mới ra thập điện Khoáng Quang, thập điện Kim Dương. Nên nếu mà mình ngon á, à, Mỹ hình như nó cũng đào tạo vậy đó mà. Mỹ nó âm thầm nó có vụ FBI với ACI gì đó, CIA là vậy không hết chứ. Phải bắt ngay mấy thằng đó thì nó tìm nó ra. Giống như nó lại thì nó chuyên nghiệp của nó mà. Chuyên nghiệp. Nó trông nó biết thầy làm sao rồi. Yeah. Tại vì nghề nghiệp của nó mà công đẳng ra. Chứ còn mấy người hiền mà làm sao mà đào tạo đi làm mấy cái nghề đó được. Không được. Nói về thầy chuyên môn bản mến về cái vụ đó. Thầy ví dụ bắt áp hiện, bắt cái người buôn bán thiện thì kiếm cái thằng thủ lĩnh buôn áp hiện đó, rồi bỏ tù nó, rồi giáo quá, rồi dạy dỗ nó, tha bổng nó, trả lương cho nó đi bắt lại là ngay bon. Đừng nói cảnh sát nào đi bắt được hết trơn, phải đào tạo vậy đó mới là cái làm. Ôi nó lâu rồi thầy ơi, nó làm lâu rồi. Ừ, thì đó ý nói CIA hả? CIA đó là cái cơ quan tình báo chuyên môn lo hải ngoại của Mỹ. Ừ. Còn FBI đó là cơ quan tình báo chuyên nghiệp ở trong nội địa. CIA là bên ngoài. CIA là bên ngoài. Còn FBI là bên trong. Cái gì cũng CIA nó. CIA nó biết hết rồi. Nó biết cả thế giới. Nó nằm dùng cả thế giới luôn. Chỗ nào có chuyện gì nó biết hết. Mà Tàu là dân gọi là đầu sỏ không á, chứ đâu phải dân hiền sao làm nó được. Không thì nó huấn luyện hết, nó gài tay trong tay giết gì hết. Chỗ nào cũng có nói thầy. Kinh vậy. Tại vì nó là cái ngân sách lớn nhất thế giới. Nó có đủ nhân sự nó làm hết. Cỡ nào cũng vậy. Iran, Iraq, con khỉ thì nó làm tốt hết. Cỡ nào cũng có phần đó. Mỹ này không có ai mà qua bắt nó được ha. Hay chịu đó. Nhưng mà bây giờ có cái là cái tình hình là nó phải chính trị nó chia làm phe phái nhiều nó mới bị lũng đoạn thôi. Chứ nếu mà nó thống nhất nhau là không qua không. Chỉ sợ là nội bộ thôi. Bây giờ yêu cầu nội bộ nó không vững là bị lũng đoạn. Thì không, thì đó thì nó tụi nó phá không được. Giờ chỉ cách cài như vậy mới phá được thầy. Tại vì cái Mỹ nó có cái dân chủ ba chân đó, nó gọi kiềng ba chân đó thầy. Cái kiềng ba chân đó, hành pháp, lập pháp, tư pháp đó, cái kiềng nó ba chân nó phá không đổ được. Bây giờ nó chỉ gai một chân gãy thôi, là có chân gãy thật. Nhân giờ nó thằng Mỹ nó liêu điêu về cái vụ này đó, không biết bao giờ lấy lại được rồi. Giờ đó, giờ chia năm xẻ bảy cả nước Mỹ này, vì cái vụ cái kiềng một cái kiềng ba chân mà gãy một chân, đó, có gãy đó, nó gãy rồi đã thầy. Nên đau khổ thằng Mỹ giờ đau khổ đó. Cái còn lơ mơ nhưng mà quả báo lơ mơ được nói nước Mỹ nó quýnh tan tành hết trơn thấy mòn. Không được mấy cái nó theo chánh đạo này. Nhưng mà hy vọng nó theo chánh đạo. Nếu mình nói đúng là theo chánh đạo thầy chứ không phải tà đạo. Nó có giờ gì ok mày ham mày ok tiền trao cháu mất trao đổi đàng hoàng. Chứ nó không kẹp, nó không đi chiếm. Nó sợ chết cha nó đi chiếm không, gì. Không nghĩ đó là nếu trong nội bộ mà lũng đoạn á thì bên ngoài nó tấn vô Hồi giáo rồi tấn vô thấy mồ. Vâng thì đó, nhưng mà được cái là ok, nó cái được cái nó độc lập. Nếu cái nền tư pháp của nó độc lập lắm này, độc lập kinh lắm, con khỉ gì cả. Chính ông tổng thống bổ nhập với ông tòa đó, mà ông tòa đó bắt ông tổng thống. Kinh như vậy đó, nó độc lập mà thầy. Anh có quyền bổ nhiệm tôi, trong cái thời gian đó anh bổ nhiệm tôi, anh sai anh bắt. Nó được cái đó. Nên nó không có sợ cái gì đó, nó sợ cái đó. Nên nó phải thượng tôn luật pháp. Tức là thầy muốn là gì, nó không cần biết. Nhưng mà thầy làm sai luật nó bảo. Hay là cái câu thượng tôn pháp luật là thì của nó đó thầy. Ở Mỹ là sử dụng câu là của nó đó. Nó không ai ngồi trên luật pháp được hết. Bất cứ người nào ngồi lên được đó. Đồng ý thầy có thể lấu cá, thầy có thể lươn lẹo. Nhưng mà chỉ một giai đoạn thôi, đừng để nó bắt. Đừng để nó biết. Nó biết rồi nó bật lên. Vậy là không có qua bắt được. Đó, thầy đừng thầy có thể thầy giỏi, thầy lươn lẹo được. Thầy lừa nó được, nhưng mà thầy đừng có để lộ ra, thầy lộ ra là thầy cái gì trên đời này nó cái chuyện lương lẹo nó quen là không cách nào nó hết nó ngưng được. Nó làm tới hả, được rồi làm tới mà Mỹ nó thả cho làm hả, thả nổi bá tới chuyện nó đủ nó ốp cái là không kìa. Nói như vậy thả cái dài dây dài câu cá mập. Dạ đúng. Thầy hiểu không? Nhưng mà đó chỉ có đạo Phật thôi, biết đủ là đủ, biết dừng đúng chỗ. Đó là vấn đề quan trọng của đạo Phật, chứ đó là nó vẫn cho phát triển cái não bộ, nó vẫn cho anh thể hiện hết tài năng, dù là anh láo cá, anh ham vọng gì kệ anh, nó cho anh nhưng mà nó biết dừng, anh biết dừng, anh biết là đi đích. Mà biết dừng giống như khoan hồng đó, khoan hồng kệ lỡ một cái bánh mà đừng có tai hại gì, đừng có tai hại đó, nó hay cái chỗ đó thầy, nên nó gọi thượng tôn luật pháp. Nên thầy muốn làm gì thầy cỡ gì nó cũng bực lắm. Đôi còn nó không kè, nó nhất thế giới đó thầy. Đó, nhưng mà được cái nó theo chánh đạo, nó theo chánh đạo, nó ngó tà đạo, nó làm đúng, nó ngầm nằm vậy. Tôi nói thiệt á, các vị không biết ai qua Mỹ dù nghèo hay là cỡ gì tôi cũng rá tà hết. Nó mới hiểu là dạ. Nó trời 8 năm rồi tôi trầy da tróc giải, tôi khổ biết bao nhiêu, tôi tới mới từ ngày có của cải nhà cửa giờ tôi mới thấy thoải mái tinh thần. Giống như năm nay á, nhiều người nói là trời năm nay thật bao nhiêu năm làm từ thiện, chứ năm nay làm từ thiện mới đúng nơi, đúng lúc và đúng đối tượng luôn. Rồi nhiều người họ nhận món quà họ khóc không? Bao nhiêu người đi làm đều nói hết chứ không phải một người nói. Thầy, nên con nghĩ thầy không phải làm một năm làm một lần, thầy cứ dịp thầy làm được đấy mà thầy có thể là làm được. Nhức đầu lắm rồi. Nhức đầu như vậy thầy hy sinh bản thân thầy để cho lợi tha. Tốt nhất thầy hiểu không? Tại vì thiệt thì cảnh khổ thầy nói nó nhiều lắm, mà nhất là lũ lụt Việt Nam giờ chết biết bao nhiêu người nữa thầy. Tại chết nữa. Tới giờ nó vô chưa? Nó vô rồi, vô quá trời rồi. Cái dịch nó chết chở rồi, cái dịch xong mà chết chở rồi lại thêm cái lũ lụt nữa. Thôi chưa thấy vô mà. Vô rồi. Đó thì con nói là nếu mà thầy làm được, thầy giúp được cái giúp đi. Thầy cực một tí, thầy nhức đầu một tí, nhưng mà bao nhiêu người vui vẻ. Nói chứ thiệt ông á, xin không có xin mà nếu mình xin cũng cả một vấn đề không. Tại điện thoại phải dùng lời lẽ, phải nói là kia nhức đầu cũng động não ghê lắm. Nhưng mà cái này cho lợi tha mà chứ đâu phải cho thầy đâu để sợ gì. Cái thời buổi này không nên làm nhiều phiền nó, bị nó bao nhiêu cái trận nó đổ vỡ rồi. Thấy không, bây giờ mà nếu mà thật sự ra đó bà Phương Hằng bà chỉ còn đụng tới một nhóm nữa thôi là nó mới yên thái bình được, là đụng với nhóm thầy chùa làm từ thiện đó. Sao bà giỏi mà cái đó bà chưa làm được, bà làm đụng tới đó cái nữa là ra thái bình đó. Đó nó mồi đúng ẩu luôn nha. Ông đừng có tưởng mấy ông thầy chùa làm từ thiện biết bao nhiêu ăn, biết bao nhiêu tiền xương máu người ta. Nó có tiền nó dư, nó xây dựng nhà cửa cha mẹ, lo vợ con nữa nghe, chứ đừng thầy chùa ông vợ con. Rồi còn đi bao máy bay cho cả cộm cán đồ đi chỗ này kia đó. Nếu bây giờ mà nếu mà lo môi một chỗ nữa là Thái Bình thịnh trị đó. Mà không biết làm sao, tôi không biết cách nào tôi liên lạc với bà. Dạ, bà Phương Hằng cái lửa không có thầy ơi, đừng bà môi chỗ đó ra được cái này nó thanh bình thịnh trị à. Chứ nghệ sĩ mới dám đụng rồi, cái gì mà không dám đụng, mà còn mấy thầy tu mấy ông thầy làm từ thiện mới đụng cái nữa là ngon lành. Vòng lai rồi bà làm được hết rồi, tại sao cái chỗ này thì còn chỗ cuối cùng mà bà đụng vô mấy ông thầy mà làm từ thiện cái nữa là coi như Thái Bình thiệt luôn á. Là nó dẹp được cái rác cho xã hội ghê lắm. Làm nhiêu đó thôi đừng ham làm là cái đầu mình tối ngày tiền ngày nào cũng ngồi dòm thùng thơ cái có chép tới không mà đó không phải. Nhưng mà thầy bảo là ok cho người ta khóc, người ta nhận tiền thưởng tiền quà của thầy đó, người ta khóc thôi bạn thấy tội lo hài lâu vậy được chứ đừng. Tôi năm nay tôi không làm nữa mà tôi thích vụ mà cuối năm mà vụ mà nấu đồ cho bệnh viện, tôi ráng lên này tôi cầu nguyện cho dịch bệnh nó bớt đi, chứ nghe mà hôm nay nó bùng phát quá trời lên. Vĩnh Long, Bến Tre rồi Cần Thơ rồi nó làm quá trời bùng phát lên rồi. Mà F0 không mới chết chứ F0 quá trời. Ok đến cuối năm tôi không xong ngang, để mình xin phép này con đi. Giờ tôi đi